Hôm nay cháu thật là cảm ơn tất cả các cô cậu và quan trọng nhất là các mẹ ở trong buổi tối nay. Thì lần đầu tiên cháu cũng được bước ở trên sân khấu này. Thì bài hát này thực lòng là cháu cũng chưa được rõ lời, nên là mong tất cả các chị, các mẹ và các cô gì của bác hôm nay thứ lỗi cho cháu ạ và tất cả mọi người. Nhưng trước khi cháu hát thì dâng lên tiếng hát này thì xin tất cả hội trường có thể ứng tạo ứng chương cho anh chị em cháu một chàng vỗ tay để nó vui được rồi. Xin cảm ơn ạ. Đêm nay trên đường hải quân ra trận, chung chung lời quân tiễn bước theo con đường của bác. Nở ngàn hoa trên công tác lên người, thân lên đời đảng đã lên đỉnh chiếu sáng trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.